Xin mời Hải Nam Megatech ạ. Xin mời anh Hòa, giám đốc công ty Sơn Megatech. Chào cô bạn, trước rồi sẽ đến cô bạn. Xin mời đại diện của Hải Nam Megatech lên sân khấu nhanh chóng nữa ạ. Rồi anh đâu hết rồi. Anh mời hết lên thì em có phải chụp ảnh luôn được. Các bạn có muốn nhân cốt không nhỉ? À, cho xin một mic để phỏng vấn giao lưu với anh Hòa. Master. Vâng, mic tốt rồi đúng không anh? À, trước tiên thì xin chúc mừng Hải Nam Megatech đã có chiến thắng rất vạn lùng 3-2 trong trận chung kết và giành cúp vàng rất là xứng đáng. Vâng, trước tiên thì xin chúc sức khỏe các anh chị em có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Thực ra thì đội Hải Nam Megatech thì cũng năm nay cũng đã tham gia được 4 giải và giải này thực sự mà nói là giải hoành tráng nhất, tức là với các đội đông đảo nhất và trình độ gần như là tốt nhất. Phải nói là cơ duyên thì Thăng Long mới mời được Hải Nam chơi giải này, bởi vì Thăng Long đã từng thua Hải Nam ngay trong trận khai mạc của giải Sân Bích với tỷ số 3-0 hay 4-0 thì đấy, thua quá nhiều không để nhớ. Hên xui. Và có sự góp mặt chơi và chia sẻ của Hải Nam ở trong giải này là một sự thành công rất lớn đối với Thăng Long FC. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn những đóng góp của Hải Nam Megatech đối với giải Thăng Long FC 2012. Đội Hải Nam thì cũng thứ nhất là xin cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho đội Hải Nam có một cái sân chơi để tạo cho anh em nhân viên công ty có một cái sân chơi rất là bổ ích, và cũng hy vọng là sang năm khi mà Thăng Long tổ chức nữa thì cũng hy vọng là Hải Nam lại được mời. Đương nhiên là sẽ mời Hải Nam rồi, và hy vọng là năm sau là Hải Nam sẽ tranh cúp vàng nhưng không phải là cúp vàng. Xin anh giới thiệu đôi chút về công ty cũng như là về phong trào bóng đá của công ty mình được không? Thực ra công ty Sơn Megatech thì cũng mới có mặt khoảng 8 năm trên thị trường Việt Nam, và hiện tại thì cũng đang có khoảng 200 tổng đại lý phân phối khắp miền Bắc. Thì cái phong trào bóng đá thì đã đi sâu vào trong tiềm thức của mỗi nhân viên. Thực ra công ty thì có khoảng 70 nhân viên. Thế thì đã khoảng 6 năm nay thì công ty đã luôn luôn có những cái đội bóng và thường thường giao lưu với nhau, đấy là gọi là hàng tuần. Thế còn tham gia các giải thì 2-3 năm gần đây thì công ty cũng tham gia một số giải, và cái giải của ngành Sơn là hàng năm, và tháng 10 hàng năm thì công ty không bỏ sót một giải nào. Năm nay là được giải 3. Luôn luôn là có danh hiệu, năm nay cũng là một năm được mùa danh hiệu đối với Hải Nam này. Vậy thì sau đây xin mời các bạn Hải Nam khác đâu nhỉ? Sau đây ban tổ chức xin mời các bạn Hải Nam Megatech lên trên này. Trưởng ban tổ chức sẽ lên trao cúp bạc cho đội bóng. Xin mời ông Đỗ Kim Khang. Xin mời các bạn Lê Tân xinh đẹp chuẩn bị cúp cũng như là các danh hiệu. Và xin mời bạn Hường, công ty tiếng Anh xong người đi làm Aroma cũng tặng một phần quà, đó là một suất học bổng trị giá 3.500.000 dành cho đội đoạt danh hiệu của Thăng Long FC Cup. Xin mời bạn Khẩn Trương ạ. Xin mọi người một tràng pháo tay dành cho Hải Nam Megatech không? Xin mời các phóng viên chụp ảnh. Xin mời bạn Nguyễn Trao này. Sau đây là phần quà của nhà tài trợ Aroma thì ngay trong người đi làm, đó là một suất học bổng trị giá 3.500.000. Một lần nữa một tràng pháo tay cho Hải Nam Megatech. Xin cảm ơn các bạn và xin gặp lại Hải Nam Megatech trong mùa giải tiếp theo của Thăng Long FC.